bướm nè các bạn. Cái bướm mà làm bậy là bị xẻo á nha các bạn. Câu xẻo bướm nha các bạn, này là thật chứ không phải giả nha. Cắt cu với xẻo bướm là có nhiều cái tên cầu có cắt cu với xẻo bướm là thật chứ không phải giả đâu nha các bạn. Chứ không phải là giả đâu nha. Hướng về Rạch Giá nha các bạn. Thành phố Rạch Giá của Kiên Giang nha, vẫn đang tiếp tục hướng về hướng kia nha các bạn. Tại đi ngang qua thấy cái tên cầu xẻo bướm quốc lộ 63 thấy lạ lạ nên đứng chụp hình thôi.